Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mua Bài nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng. 0818 60 60 60 và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. 0902 060 151, ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra, bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân, rất là dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần anh em ghé trực tiếp shop em để lên hồ sơ, không thẩm định tài chính và không gọi người thân, thậm chí là anh em không cần phải trả trước luôn nha anh em, rất là tiện lợi. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là chế độ bảo hành. Mỗi ngày thì Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em nào có đam mê công nghệ mà xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em được dễ dàng nha. Đầu clip hôm nay thì em sẽ lên cho anh em một siêu phẩm nắp gập của Oppo. Đây là con Oppo Find N3 Flip nha anh em. Em còn được một cây cuối cùng và duy nhất. Ngoại hình con này thì còn rất đẹp luôn em. Đó, ngoại hình thì sườn thì đẹp keng nha. Đó, sườn rất đẹp và kính đẹp. Riêng cái lưng thì nó hơi bị trầy xước một đường anh em. Đó, cái lưng này thì anh em nhìn kỹ lắm mới thấy được cái trầy nha. Thì khi anh em nhìn thẳng thì sẽ không thấy được. Nó chỉ trầy xíu xíu chỗ lưng này thôi. Còn lại là đẹp hết nha anh em. Siêu phẩm này thì dùng được hai sim vật lý, RAM 12GB và bộ nhớ là 256. Con này thì có bốc zin kèm theo máy, kèm theo là sạc cáp zin. Nói chung là đầy đủ hết nha anh em. Bên em sẽ miễn phí ship cho anh em luôn. Và mức giá em bán cho cây cuối cùng này chỉ có 10.700.000 thôi anh em. Đó, siêu phẩm nắp gập của Oppo nha. Khi anh em gặp lại thì nó sẽ như ngoại hình nó như thế này. Rất là nhỏ gọn. Đó, anh em có thể bật ra để sử dụng. Đầy đủ tiếng Việt và xe tay. Con này là hàng chính hãng tại Việt Nam nha anh em. Được bảo hành của Oppo là 3 tháng nha. 10.700.000 em còn được đúng có một cây thôi anh em. Rồi tiếp theo thì hôm nay em sẽ về được một cặp siêu phẩm nhỏ gọn 15 Pro phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Con này thì là màu xanh blue, em về được đúng có hai cây thôi anh em. Đó, hôm trước thì em có về được vài cây 15 Pro Max hàng FPT thì hôm nay em có về thêm được hai cây 15 Pro FPT nha. Đặc biệt là những con máy này được bảo hành 12 tháng toàn quốc của FPT Shop, nói chung là cực kỳ là dài luôn em. Và cặp này thì ngoại hình đẹp keng spen luôn. Đó, đẹp xuất sắc luôn nha anh em. Đẹp hầu như là không một tì vết luôn em. Đó, máy cũ mà ngoại hình đẹp phải nói là xuất sắc nha. Và chi tiết cấu hình của cặp này như sau. Một cây thì sạc mới có 25 lần thôi. Và một cây sạc 34 lần. Và pin hiển thị còn được 99%. Và mức giá em bán cho cặp này chỉ có 21.800.000 nha anh em. Đó, 21.800.000. Đi vào chi tiết cặp này như sau. Đây là phiên bản 15 Pro Max hàng chính hãng Việt Nam VNA. Mã đầu của nó sẽ là 3M. 3M là những con máy mà được FPT trưng bày để anh em đến siêu thị để trải nghiệm nha. Thì vẫn đảm bảo cho anh em là nguyên zin 100%. Bộ nhớ là 128GB và bản Việt Nam anh em dùng được hai sim đây. Một sim vật lý và một eSIM. Pin thì còn được 99% nha anh em. Đây là cái phần hiển thị pin. Sạc mới có 25 lần thôi. Còn bảo hành Apple cho tới tháng 10/2024. Nhưng mà quan trọng là FPT sẽ bảo hành cho anh em toàn quốc luôn. Lên đến 12 tháng cho cặp này nha. Em về được có 2 cây thôi. Đó, anh em nhanh tay thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Cái lô 15 Pro Max hàng trưng bày của FPT em cũng đã bán hết rồi. Thì hôm nay em không có về hàng được anh em. Chỉ về được có một cặp 15 Pro thôi. Đó, bảo hành dài, anh em thoải mái, yên tâm sử dụng. Riêng hàng FPT thì anh em bảo hành không cần phải bill này kia nọ nha. Bảo hành qua số email. Đó, anh em chỉ cần đem trực tiếp con máy này lên đến FPT để bảo hành. Nếu như máy có xuất hiện lỗi của nhà sản xuất nha anh em.
đó, nhỏ gọn, một sim vật lý và một eSIM màu blue titanium nha, 21.800 nha anh em. Em về được có 2 cây thôi. Rồi tiếp theo thì đây là một con màu natural phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Rất là đẹp luôn. Cây này thì em thu lại của khách quen, lên đời con 15 Pro Max 2 sim new bản chất A, cho nên em thu lại ngoại hình thì quá xuất sắc rồi. Khách xài phải nói là quá kỹ luôn anh em. Đẹp keng sà beng luôn. Phiên bản quốc tế Mỹ 256GB, ngoại hình đẹp 99%. Pin con này còn được 98% nha anh em. Mức giá thì khá tốt, chỉ có 24.800 thôi. Giá là 24.800 nha. Đây, pin 98%, con này sạc 193 lần. Còn bảo hành Apple cho tới tháng 1 năm 2025 nha anh em. Rồi đi vào phần chi tiết con này như sau. Con này thì rất là độc đáo luôn anh em. Đây, phiên bản LLA quốc tế Mỹ 256GB. Đặc biệt là con này báo là SIM bị khóa nha. Thông thường thì nó báo SIM bị khóa sẽ là máy lock, nhưng mà con này là bản quốc tế chuẩn 100% luôn nha anh em. Anh em đi ra ngoài nhà mạng S2 eSIM vào để sử dụng, bao cho anh em eSIM thoải mái luôn nha. Đó, không biết vì sao mà con này nó báo là SIM bị khóa, nhưng mà em đã check rất là kỹ lưỡng rồi. Con này thì khách quen của em đang dùng, đang eSIM thoải mái. Đây, và em cũng có check tốn phí để anh em. Đây, SIM lock nó báo là unlocked, có nghĩa là máy quốc tế nha anh em. Đó, chuẩn quốc tế luôn. Bên em bán hàng thì báo rất là sát tình trạng, không có dấu diếm nha. Máy có sao thì em sẽ báo chính xác luôn cho anh em, cho nên anh em tuyệt đối yên tâm khi sử dụng máy bên Hồng Phúc Mobile nha. Và bên em luôn luôn hỗ trợ thu lại khi anh em có nhu cầu. Đây là phiên bản quốc tế, báo SIM bị khóa nha anh em. Bao anh em quốc tế vĩnh viễn và trọn đời máy luôn. 24.800 nha anh em. Tiếp theo em lên một cây 14 Pro Max phiên bản quốc tế Mỹ LLA màu tím. Con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. Nó sườn thì nó có hơi nhâm và trầy xước nhẹ nha anh em. Đây, nó chạy chỗ này, ngay chỗ cái mép này nó hơi chạy cái mép trên nha. Nó chạy xíu xiu ngay chỗ này thôi. Còn lại là đẹp hết, không có ảnh hưởng gì tới phần kính nha anh em. Đó, kính thì đẹp keng đây. Em sẽ tặng cho anh em thêm cái miếng dán màn hình. Đó, chỉ bị phẩy xíu xiu ngay góc này thôi. Còn lại là đẹp hết nha anh em. Phiên bản quốc tế Mỹ thì giống như 15 Pro Max vừa rồi, anh em cũng xài là 2 eSIM nha, không có chỗ để SIM vật lý. Con này thì nó báo là màn hình và camera linh kiện Apple chính hãng. Đó, con này có nghĩa là máy đã được vào hãng để thay màn hình và thay camera rồi nha. Đây là những linh kiện zin của Apple thay, cho nên anh em tuyệt đối yên tâm. Bộ nhớ trong là 128GB, dùng 2 eSIM. Con này thì báo không giới hạn SIM, bản quốc tế. Nó đầy đủ hết tất cả các chức năng nha anh em. Pin zin cao 91%. Em bán là 18.800.000 cho con này nha. Đó, 14 Pro Max. Hiện tại thì mức giá khá là tốt để anh em trải nghiệm siêu phẩm của năm rồi nha anh em. Pin zin cao 91%, ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. 18.800 nha. Còn thấp đời hơn một tí, hôm nay có về được một cây màu gold siêu đẹp. Đây là 13 Pro Max, bộ nhớ cao 256GB nha anh em. Pin zin 88%. Và mức giá em bán cho con này là 15.900.000. Đó, ngoại hình thì đẹp xuất sắc luôn nè. Đó, nguyên zin 100% nha. Đây, ngoại hình đẹp phải nói là keng sà beng 99% luôn, không một tì vết luôn nè. Cây này thì em thu lại của khách quen, xài phải nói là quá kỹ. Khách lên đời con 15 Pro Max cho nên để lại em con này. Đi vào chi tiết của con 13 Pro Max này như sau. Đây, cái phần giới thiệu đây anh em. Phiên bản này là VNA hàng chính hãng Việt Nam. Đó, 256GB, xài được một SIM vật lý và một eSIM. Pin zin con này còn cực cao luôn, 88%. Đó, đối với dòng 13 Pro Max thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng lỡ như nó có bị nha, trọn đời máy luôn, hoàn toàn là miễn phí. 15.900 cho một con máy cực kỳ là chất luôn em, 256GB, bộ nhớ cao nha. Em về được có một cây thôi. Đó, dạo này thì hàng hóa đang rất là khan hiếm anh em. Nhập hàng thì rất là khó, cho nên em chỉ về được có 1-2 cây lẻ lẻ thôi, chứ không có số lượng nhiều để nhập anh em ơi. Rồi, 15.900 nha. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cặp iPhone 12 Pro Max màu xanh. Một cây 128GB và một cây 256GB. Mức giá em bán lần lượt là 11.300.000 và 11.800.000. Cây 128GB này thì là máy nguyên zin, lưng nó hơi bị thẩm mỹ chút xíu ngay chỗ này. Đó, tầm khoảng 98%. Đây, sườn em quay kỹ cho anh em xem cái phần sườn luôn nè anh em.
sườn thì còn khá đẹp nha. Đây, lau nhẹ cái là nó sạch tưng liền nha. Rồi, sườn thì ok, ngon lành, nó hơi nhâm nhâm nhẹ, không đáng kể lắm. Chuẩn 98%, lưng bị thẩm mỹ. Đây, màn hình thì đẹp ken, kính thì không có bị trầy nha anh em. Em mới lột cường lực ra để kiểm tra. Rồi, khi anh em mua thì em sẽ tặng cho anh em miếng dán cường lực mới nha. Đi vào chi tiết con này thì pin zin cao 81%. Đó, anh em có muốn thay pin new thì hỗ trợ em sẽ cộng lên là 300.000 để thay pin new cho anh em nha. Phiên bản LLA 128GB, một sim vật lý và một eSIM. Đó, con này thì là nguyên zin nha anh em, pin 81, 11.300.000. Còn cây 256GB này thì nó mắc hơn có 500.000 thôi anh em, là 11.800. Tình trạng con này là màn hình zin đã qua ép kính và pin thì còn được 87%. Pin khá là cao, pin zin máy nha. Ngoại hình thì còn khá ổn, nó cũng tầm khoảng 98% đã qua sử dụng. Con này thì nó hơi trầy xíu xíu ở mép như thế này. Nói chung còn đẹp lắm anh em ơi, chuẩn 98%, không có bị cấn mớp gì hết nha. Màn hình zin đã qua ép kính. Đây, cái kính này ép kính rồi nè anh em. Nó nhùng, nói chung là rất là khó để phát hiện nha. Bên em bán hàng thì tuyệt đối không bao giờ giấu tình trạng máy. Có sao em sẽ báo chính xác cho anh em luôn. Họ cảm ứng này kia nọ là giống hệt như là màn hình chưa qua ép nha. Chung rất là nhạy, mọi thứ đều sử dụng hoàn hảo trơn tru nha anh em. Bảo hành cho anh em 3 tháng, bảo hành luôn cái phần cảm ứng cho anh em nha. 11.800 cho phiên bản quốc tế 256GB. Mức giá này thì rẻ hơn bình thường, khoảng 1.000.000 đồng nha anh em. Đó, những con máy này mà máy đẹp, nguyên zin thì em bán tầm khoảng 12.800 nha anh em ơi. Đó, con này thì em giảm chỉ có 11.800 thôi. Rồi tiếp tục thì hôm nay em có về được ba cây iPhone 11 thường 64GB phiên bản quốc tế Nhật nha anh em. Ba màu, màu tím, màu trắng và màu đỏ. Cả ba con này thì đều đã được thay pin new 100% và mức giá em bán đồng giá cho anh em luôn là 5.800.000 nha. Ở iPhone 11 thường, siêu phẩm này thì xài phải nói là cực kỳ là bền bỉ theo thời gian. Ngoại hình thì quá đẹp luôn em, máy zin đẹp 99%. Đó, đây là những con máy mà vỏ zin nha, chứ không phải là vỏ thay nha anh em. Chỉ có thay mỗi cục pin thôi. Đó, còn lại là bao hết zin hết cho anh em luôn. Rồi, đi vào chi tiết, đây là phiên bản Zia quốc tế Nhật. Đã được thay pin new, nhưng mà không sàn cổ cáp, cho nên nó báo sẽ là linh kiện không xác định nha anh em. Đó, thay luôn nguyên cục pin luôn. Bên kia người ta thay thì người ta sẽ không có sàn cổ cáp giống như bên mình anh em. Người ta để vậy nguyên cục pin người ta thay luôn, thì nó sẽ báo là linh kiện không xác định. Đảm bảo cho anh em đây là cục pin new 100% nha. Và còn lại thì bao zin hết cho anh em. Đó, anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em. 5.800.000 em bán cho anh em đồng giá nha. Thẩm rài lâu lắm rồi em mới về được cái lô 11 mà đẹp như thế này anh em. Nó không có máy để nhập luôn em ơi. Nói chung hiện tại thì khá là hiếm hàng để nhập máy cũ mà nguyên zin nha. 5.800.000 cho iPhone 11. Tiếp theo là em lên một con siêu phẩm nữa. Đây là XS Max 512GB. Pin cũng đã được thay new 100%, cũng xong không sàn cổ cho nên vẫn báo là pin linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Bộ nhớ cao 512GB nha anh em. Em lên rẻ hơn bản 256 luôn, chỉ có 6.300.000. Màn hình con này là nó bị xước một đường nha anh em. Đó, màn hình xước nhưng mà đã dán cường lực đẹp rồi. Anh em sẽ không có thấy cái vết xước nha. Khi anh em lột cường lực ra anh em mới thấy xước, tại vì cái này thì em đã dán để chống xước anh em. Cây này thì cũng là máy bên em đã bán ra. Đó, khách xài chắc cũng được gần 3 tháng rồi, em mới vừa thu lại đây. Ngoại hình thì cũng đẹp giống như lúc ban đầu, đẹp 98% hơn. Đó, chỉ trầy nhẹ thôi anh em, không đáng kể. Anh em lưu ý cái màn hình này nó có xước bên trong nha anh em, xước cũng khá nhiều, nhưng mà dán lên thì nó đẹp như thế này. Đó, anh em không thấy được vết xước nha. Thì để vậy mình xài thôi. Con này thì cũng đã được thay pin new nhưng mà không sàn cổ cho nên nó vẫn báo là dung lượng không xác định trong phần cài đặt nha anh em. Không thấy được dư lượng pin. Anh em muốn thấy dư lượng pin thì cắm 3U thì mới thấy được nha. Đây cũng là phiên bản Zia quốc tế Nhật luôn nè. 512GB. Mọi chức năng đều ok. Nguyên zin. Chỉ có thay mỗi cái pin thôi. Và màn hình zin này cũng không có tru tông luôn nha anh em. Đó, lúc trước thì con này là cũng thay màn hình zin từ máy khác qua. Cho nên nó không có fit chu tông thôi, để vậy em bán luôn. Cái này thì fit được nha anh em, nhưng mà em sẽ không fit. Đó, rồi hai cái lỗi của con này đó là màn không chu tông và pin thì báo linh kiện không xác định và màn hình xước, chỉ có ba cái đó thôi. Còn lại mọi thứ đều ok.
màng zin, men zin và vỏ zin luôn nha anh em. Em bao cho anh em những thứ đó đều zin hết. 6.300.000, mức giá thì khá là tốt nha anh em, 512GB. Tiếp theo thì em lên một con khá là hiếm hàng thời điểm hiện tại nữa anh em. Đây là con Note 20 Ultra phiên bản chính hãng Việt Nam. Bản này là có 5G và RAM 12, bộ nhớ 256GB. Và đặc biệt hơn nữa, con này thì đã được thay màn new khung hãng nha anh em. Đó, màn new khung. Cái siêu zin của hãng vẫn còn chưa bóc luôn anh em. Đó, thay màn new rồi thì anh em tuyệt đối yên tâm dùng, thoải mái luôn. 1-2 năm tới thì vẫn đảm bảo cho anh em là chất lượng. Màn new khung, con này em bán là 8.400.000 nha. Ngoại hình thì quá đẹp và xuất sắc. Cả cái siêu viền của màn vẫn còn luôn nè anh em. Đây là cái siêu zin của Samsung luôn nha, chứ không phải là siêu dán nha anh em. Cấu hình con này là RAM 12, bộ nhớ là 256, phiên bản chính hãng Việt Nam, 2 SIM vật lý, có ghi âm cuộc gọi nha. Lâu lắm rồi em mới về được một cây cực nét như thế này. Đó, có phần ghi âm đây, bật lên sẵn luôn cho anh em. Mình có thể nghe lại những cuộc gọi trước đó mình đã thực hiện nha. Ngoại hình con này thì quá xuất sắc luôn em ơi, đẹp keng luôn nha, 99%. Con này xài thì cực kỳ là chất. 8.400.000 nha anh em. Đó, Note 20 Ultra 5G, có trang bị thêm cây bút pen, màn hình rất là to nha anh em, 6.9 inch. Đó, siêu phẩm Note 20 Ultra, em chỉ có đúng một cây thôi nè, 8.400.000 nha. Tiếp theo là em còn được một cây siêu phẩm S23 Ultra, bộ nhớ khủng long 1000GB, màu cam nha anh em. RAM thì sẽ là 12GB và 2 SIM vật lý. Ngoại hình con này thì sườn nó có bị phai sơn ở 4 góc như thế này. Đó, có nghĩa là con này thì khách để dùng trần như thế này thôi. Đó, xài không biết sao mà nó chóc. Nó phai sơn đúng 4 góc luôn, chứ không có bị cấn, không có mớp gì hết anh em. Tổng thể thì còn lại khá là đẹp luôn. Đó, màn đẹp và lưng đẹp. Được cái là bộ nhớ khủng long 1000GB, nguyên zin 100% nha anh em. Đây, bộ nhớ nó 1T đây. Bản Việt Nam thì dùng được 2 SIM và chạy chip Snapdragon 8200. Đó, em còn được đúng một cây thôi. Em giảm giá luôn cho anh em 17.900.000 cho con này nha. 17.900.000. Còn phiên bản Hàn Quốc thì em còn được 3 cây 3 màu. Một cây thì 512 và hai cây còn lại là 256GB. Em bán lần lượt là 16 năm và 16.300.000. Cây 16 năm thì là bản 512GB và RAM sẽ là 12GB nha anh em. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%. Sườn nó có bị cấn một góc, còn lại là đẹp hết anh em. Đó, kính đẹp và lưng đẹp. Sườn nó cấn ngay góc bên đây. Đó, nó phết ngay cái ngã ba này nha. Nói chung tổng thể thì còn khá ổn, chứ không đến nỗi mà xấu lắm nha anh em. 16.500.000. Thì phiên bản Hàn Quốc nó giống hệt như là bản Việt Nam, nhưng mà xài thì 2 SIM luôn, một vật lý và một eSIM. Đó, đây là khác biệt duy nhất của máy Việt Nam và máy Hàn Quốc nha anh em. Còn lại mọi thứ đều giống nhau, có ghi âm cuộc gọi luôn, pin thì châu bò 5000mAh. 16.500.000 cho con này nha. Còn một cặp 256GB thì em bán 16.300.000. Hai màu khá là đẹp, một cây màu tím và một cây màu kem nha anh em. Đó, ngoại hình cặp này thì còn đẹp 98-99%. Đó, cây màu kem thì nó sườn nó bị phớt xíu xiu ngay bên đây, ngay cái viết luôn nè, nó rất là lại khó thấy nha. Còn lại là đẹp hết. Đó, màn hình nè, long lanh luôn nè. Rồi, cặp 256 ra 12 2 SIM này thì 16.300.000 nha. Đó, em còn được có 3 cây thôi. Anh em chốt thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Còn thấp đời hơn một tí thì em sẽ lên cho anh em dòng Samsung S22 Ultra. Cũng là phiên bản sách tay từ Hàn Quốc đem về. Đó, bốn màu rất là đẹp luôn em. Màu xanh, màu trắng, màu đen và màu đỏ đô. Cả bốn con này thì ngoại hình còn tầm khoảng 97-98%. Nguyên zin 100%, nguyên bản chưa từng sửa chữa nha anh em. Đó, sườn nó trầy xước và phải nhẹ nhẹ thế này. Chuẩn 97-98%, tùy anh em đánh giá. Tất cả là màn hình đẹp hết nha anh em. Đó, màn đẹp và lưng đẹp. Thì phiên bản Hàn Quốc, cái bộ nhớ nó sẽ rất là cao, 256GB anh em. Và RAM sẽ là 12GB. Đó, em quay luôn cho anh em xem cái màn hình nè, không có bị xước nha. Cấu hình của con S22 Ultra thì chạy chip Snapdragon 8001, dùng được một SIM vật lý, RAM 12GB, bộ nhớ là 256. Tần số quét màn hình con này rất là cao luôn, 120Hz và màn hình to 6,8 inch nha anh em. Đó, có ghi âm cuộc gọi và pin thì 5000mAh. Đó, có trang bị thêm cây bullet pen. Đặc biệt hơn nữa thì camera zoom xa là 100x.
và độ phân giải của nó là 180 gạch sale nha em. Đó, mức giá thì chỉ có 10 triệu 500 nghìn thôi. Anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em nha. Em sẽ lựa cho anh em một cái máy đẹp nhất để gửi đến anh em. Và bảo hành 3 tháng cũng như là miễn phí ship nha. S22 Ultra phiên bản Hàn Quốc có ghi âm 10 triệu 500 nghìn nha. Còn muốn anh em muốn xài cái bộ nhớ 512 thì em cũng còn được một cặp màu đen và màu đỏ đô 10 triệu 8 và 11 triệu 300 nghìn. Đó, cây màu đỏ đô thì là 11 triệu 3, ngoại hình nó sẽ đẹp hơn cây màu đen anh em. Đó, tầm khoảng cây màu đỏ đô thì 9899, còn cây màu đen thì tầm khoảng 98% thôi. Nó sườn nó có phe phẩy và nhâm nhẹ như thế này, cũng không đáng kể lắm anh em. 512GB bộ nhớ 10 triệu 8 và 11 triệu 300 nghìn nha. Còn anh em muốn rẻ hơn nữa thì em còn được một cặp máy Việt Nam và một cây máy Mỹ. Em thanh lý cho anh em cặp này với giá là 9 triệu 500 nghìn. Cây máy Mỹ thì là màu trắng, ngoại hình đẹp 98%. Đó, màn hình nó do nó màn hình nó hơi bị xước một đường cho nên em bán thanh lý luôn cho anh em. 9 triệu 500 nghìn. RAM 8 bộ nhớ là 128GB. Chạy chip Snapdragon 8001 luôn anh em. Bản Mỹ thì dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. 9 triệu 500. Còn cây màu xanh này thì là phiên bản Việt Nam, 2 SIM vật lý chuẩn, RAM cũng 8GB và bộ nhớ là 128. Con này thì bị mất cái đầu bút nha anh em. Ngoại hình thì tầm khoảng 95% thôi. Thì mức giá khá là tốt luôn, rẻ hơn 1 triệu đồng so với bản Hàn Quốc nha. 9 triệu 500 nghìn. Rồi, tiếp tục thì em lên một cặp nắp gập của Oppo nữa anh em. Đây là siêu phẩm N2 Flip. Oppo thì nó sẽ dùng được 2 SIM vật lý, không giống như là bản Z Flip của Samsung nha. RAM 8GB, bộ nhớ cao 256. Cặp này em bán với giá là 8 triệu 700 nghìn. Đó, ngoại hình thì đẹp keng luôn em, 99%. Em chỉ còn có vài cây nữa là hết hàng cái lô vừa rồi em nhập nha. Đây là những siêu phẩm đẹp 99% hàng kho của Apple Việt Nam em lấy ra. Được Apple bảo hành cho anh em là 3 tháng theo tiêu chuẩn của Apple luôn nha. Đó, màu đen nhám và màu tím. Có bóc zin kèm theo máy cũng như là sạc cáp zin và thêm một cái ốp lưng nữa nha. Đây, siêu phẩm nắp gập của Oppo. Rồi, cặp này thì em bán đồng giá cho anh em 8 triệu 700 nghìn nha. Chỉ có 8 triệu 7 thôi. Em còn có mấy cây nữa là hết hàng luôn rồi anh em. Tiếp tục thì em thanh lý một cặp còn lại của lô vừa rồi hôm qua em về. Đây là một cặp Quantum 2 phiên bản Hàn Quốc đem về nha. Em còn được hai màu, màu đen và màu trắng. Đó, những con máy hôm qua em về anh em đã chốt hết rồi. Quantum 3 với lại M33 anh em đã mua hết. Em còn được đúng 2 cây Quantum 2 thôi anh em. Thì cặp này thì ngoại hình quá là đẹp rồi. Đẹp 99% chuẩn luôn anh em. Đó, khá là đẹp luôn nha. Hầu như là không có bị cấn mớp hay là chảy xước. Ngoại hình thì anh em không có thể nào chê được cái cặp này luôn em. Đó, rất là đẹp nha. Samsung Quantum 2 phiên bản Hàn Quốc. Một SIM, RAM 6GB và bộ nhớ là 128. Ngoại hình con này thì đẹp, màn hình cũng khá là đẹp luôn em, lên đến 2K và tần số quét là 120Hz, pin 4500mAh, một SIM nha, phiên bản Hàn Quốc, có 5G luôn nha em, 3 triệu 900 nghìn, có ghi âm cuộc gọi luôn, em còn được đúng 2 cây thôi, một cây màu trắng và một cây màu đen. Đó, anh em nhanh tay thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Phiên bản Hàn Quốc thì xài cũng giống hệt như là bản Việt Nam thôi, nhưng mà dòng này thì chỉ có một SIM thôi đẹp, đó, 3 triệu 900. Rồi, cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em thanh lý một cây để anh em nghe gọi chữa cháy là quá là ngon luôn. Đây là con Xiaomi Pocophone F1, màu đen nha, ngoại hình còn khá ổn, tầm khoảng 98%. 2 SIM vật lý, RAM 6GB và bộ nhớ là 64GB nha anh em. 2 triệu đồng cho một con máy để anh em chữa cháy. Con này thì cái nút nguồn nó hơi bị nặng xíu anh em. Đó nè, anh em nhấn bằng cái móng tay vô thì nó bấm bình thường. Đó. Chỉ hơi nặng tay xíu thôi chứ không phải là bị liệt nha. Màn hình thì đẹp long lanh rồi, không có bị ám ố trầy xước hay là đốm gì hết. Nói chung khá là ổn cho một con máy chỉ có 2 triệu đồng. RAM 6GB và bộ nhớ là 64GB. Rất là đẹp nha anh em. Đó, 2 SIM vật lý, màn hình tay thỏ luôn. Chữa cháy là quá ngon, pin con này dùng khá là ổn, ok luôn nha anh em. Rồi, 2 triệu chặn cho một con máy Pocophone F1. Em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em ưng ý chốt được con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em 0902 060 151 thì em sẽ có một cái clip riêng biệt để quay cận cảnh chi tiết con máy đó.
kèm theo số email luôn để anh em đối chiếu khi nhận hàng. Đó, anh em nào ở Sài Gòn thì có thể get trực tiếp shop em ở địa chỉ em có chạy trên màn hình đây. Còn anh em nào ở tỉnh xa thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà. Được nhận hàng, kiểm tra, ok giống như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán cho shipper nha. Bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip của Hồng Phúc Mobile nha. Anh em xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em được dễ dàng nha. Bye bye.